Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dũng Vision. Đây là bản tin khuya phát vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024. Đây là cái chương trình đọc truyện thế giới cho quý vị và các bạn vừa nghe vừa ngủ. Như chúng ta biết là châu Âu đã mất đi một nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên của các cái mối đe dọa toàn cầu. Financial Times có viết rằng là bình luận về cuộc bầu cử Pháp và Anh thì hai quốc gia này tự thấy mình đang ở trong cái tình thế rất là bấp bênh về chính trị, nhưng đồng thời họ cũng đang dao động trong cái thế đối kháng. Điều này đã gây ra rất nhiều hậu quả thảm khốc cho cựu thế giới, tức là lục địa già. Vương quốc Anh và Pháp đều đang ở trong cái tình trạng bấp bênh chính trị, nhưng họ đang dao động theo những cái pha nó ngược nhau. Ba ngày sau khi Anh bầu ra một chính phủ trung dung thực dụng với đa số phiếu lớn, thì Pháp đã đi đến một trạng thái thái cực hoàn toàn ngược lại. Cuộc bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật đã dẫn đến một quốc hội treo, với cả phe cực hữu và cực tả đều giành được quyền lực. Tại London, cái thời kỳ hỗn loạn chính trị thì bắt đầu từ năm 2016 với cái cuộc bỏ phiếu về Brexit, tức là nước Anh rời khỏi EU, cuối cùng đã có thể sắp kết thúc. Nhưng ngược lại ở Paris thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ngay cả cái sự nhẹ nhõm rằng cái đảng tập hợp quốc gia cực hữu đã thể hiện tệ hơn dự kiến ở vòng 2 cũng không thể che giấu sự thật rằng vị thế của những người theo chủ nghĩa trung dung trong nền chính trị Pháp đang mờ nhạt. Cùng với đó là quyền lực của Tổng thống Emmanuel Macron. Thật là một sự tương phản giữa sự yên tĩnh ở London vào đêm bầu cử của tuần trước và bầu không khí cuồng nhiệt đập phá bao trùm Paris vào tối Chủ nhật vừa qua. Cái chu kỳ chính trị của Pháp và Anh hoàn toàn không đồng bộ. Nó trái ngược với bản năng cạnh tranh lâu đời của họ. Việc cả hai nước cùng đồng tình và hợp tác là điều hợp lý. Đây là những cái nước láng giềng và các cái nền dân chủ đồng minh có dân số tương đương nhau. Cả hai đều giữ lại một cái biểu tượng của cường quốc mình. Đó là họ đều có vũ khí hạt nhân và đều là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng họ cũng giống nhau ở chỗ thiếu sức mạnh kinh tế để hỗ trợ cái vị trí đó. Cả Pháp và Anh đều cố gắng đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm chống biến đổi khí hậu. Cả hai nước đều cực kỳ quan trọng mối đe dọa từ Nga của Putin và ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Trong những thập kỷ gần đây, Pháp và Anh cũng là những cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu, mặc dù điều này có thể thay đổi theo thời gian và sự tái vũ trang của Đức hiện nay. Nhưng ảnh hưởng thực sự của Anh đối với tương lai của châu Âu đã bị hạn chế bởi Brexit, vốn đã loại bỏ London khỏi các cấu trúc chính trị quan trọng của châu Âu và để lại bầu không khí nghi ngờ và bất hòa mang tính hệ thống. Lợi dụng sự vắng mặt của Anh này, thì Macron của Pháp đã quyết định vạch ra chương trình đầy tham vọng của mình cho tương lai của EU. Nhưng những tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp về vai trò lãnh đạo trí tuệ ở châu Âu hiện có khả năng tan biến cùng với nhiệm vụ chính trị trong nước của ông. Tuy nhiên, những vấn đề quốc tế mà Anh, Pháp và châu Âu đang phải đối mặt có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm tới. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đi vào bế tắc và mối lo ngại ngày càng tăng về triển vọng đột phá của Nga. Nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Donald Trump sẽ đặt ra những rủi ro rằng Liên minh NATO và hệ thống thương mại quốc tế. Điều này sẽ đe dọa sự thịnh vượng và an ninh của châu Âu. Về mặt lý thuyết, thì câu trả lời cho những mối đe dọa chung này đối với Pháp và Anh đã tự nó gợi lên. Hợp tác chặt chẽ hơn và theo đuổi một liên minh châu Âu rộng lớn nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương của lục địa già này trước một cái thế giới ngày càng nguy hiểm xung quanh nó. Và trên thực tế, những thay đổi gần đây trong chính sách của cả nền Cộng hòa thứ năm và Vương quốc Anh sẽ khiến sự hợp tác đó trở nên khó khăn hơn nhiều. Nếu chính sách đối ngoại của Pháp phản ánh các ưu tiên của những người cấp tiến chính trị, điều đó sẽ tạo ra sự mâu thuẫn rõ ràng với quan điểm của chính phủ Starmer của Anh mới và các phe cực tả cũng như cực hữu ở Paris đều đồng cảm với nước Nga của Putin hơn nhiều so với Macron hay là Sunak. Chủ nghĩa quốc tế xanh của Starmer phù hợp với các chính sách hiện tại của Liên minh cầm quyền ở Đức do đảng viên Đảng Dân Chủ Xã Hội Olaf Scholz lãnh đạo và thực sự vào ngày thứ hai nhậm chức tân Ngoại trưởng Anh David Lammy
đã đến ngay Berlin, nơi ông được đón tiếp nồng nhiệt với người đồng nghiệp Pháp đã quen thuộc hơn. Và chúng ta biết ông Cameroon đã chính thức là bị loại bỏ cùng với Sudan. Starmer và Lamy có bản năng ủng hộ châu Âu mạnh mẽ, mặc dù họ phải tính đến là thực tế là Anh không còn là thành viên EU. Điều mà chính phủ của Đảng Lao động đã thề sẽ không thay đổi. Thay vào đó, mục tiêu của họ là đồng ý về một hiệp ước an ninh mới với EU, nhưng định nghĩa an ninh càng rộng càng tốt, bao gồm một loạt chủ đề như năng lượng, khí hậu, khoáng sản và những khoáng sản quan trọng. Ngược lại, đây lại là đòn bẩy mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn với EU trên diện rộng mà không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm về tư cách thành viên của Vương quốc Anh trong thị trường chung EU hoặc Liên minh hải quan. Tức là Anh hiện nay đang muốn những cái quyền lợi của với EU, với châu Âu, nhưng lại không muốn bị trách nhiệm với EU, với châu Âu. Ý tưởng của Labour về sự hợp tác chặt chẽ giữa EU và Vương quốc Anh đã được hoan nghênh trong chuyến đi của Lamy tới Đức, Ba Lan và Thụy Điển. Nhưng phản ứng của Pháp trước đề xuất của Đảng Lao động về một hiệp ước an ninh mới vẫn mang tính quyết định. Trong các cuộc đàm phán Brexit kéo dài, chính phủ Pháp cũng đã kiên quyết ngăn chặn nỗ lực của Anh nhằm lựa chọn những khía cạnh hấp dẫn nhất của tư cách thành viên EU, đồng thời bác bỏ nghĩa vụ đi kèm. Pháp sắp hướng nội và có thể phải mất nhiều tháng nữa, nước này mới có được một chính phủ có khả năng đưa ra những phản ứng mạch lạc cho các vấn đề của châu Âu. Và đây sẽ là một vấn đề không chỉ đối với Vương quốc Anh mà nó đối với toàn bộ EU. Kết quả bầu cử Pháp vừa rồi còn đưa ra một thông điệp hấp dẫn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Đừng có tin vào các cuộc thăm dò dư luận. Tất cả các dự báo đều có căn cứ hứa hẹn rằng khối lớn nhất trong Quốc hội Pháp sẽ là phe cực hữu. Tuy nhiên, National Rally của bà Marine Le Pen chỉ hài lòng với vị trí thứ ba, có lẽ sự dẫn đầu nhất quán. Nếu không ổn định như Donald Trump, không đáng tin cậy như người ta tưởng đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện trên. Bây giờ chúng ta nói câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện ông Orbán. Ông Orbán là thủ tướng Hungary. Như chúng ta biết là ông là một cái người gần như chống lại EU và NATO trong những cái chính sách của các cái tổ chức này đối với Nga. Đấy, có những cái thì ông bị ép, ông phải chấp nhận, nhưng mà nói chung trên tinh thần là ông chấm. Thì vừa rồi ông đã lên làm chủ tịch của EU trong vòng nhiệm kỳ luân phiên 6 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Thì ông đã ngay ngày đầu tiên ông đã đi Kiev để gặp Zelensky. Tiếp theo thì ông đi Moscow để gặp ông Putin. Tiếp theo thì ông lại đi Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Và tiếp theo nữa thì hôm nay ông đang có mặt tại Washington để gặp Joe Biden cũng như là họp hội nghị thượng đỉnh NATO. Thì tại sao mà ông này tự nhiên đi lang thang như vậy? Ông muốn gây thanh thế của mình hay là ông thực sự muốn giải quyết cái vấn đề Ukraine? Hay là ông thật sự là muốn Hungary được an toàn nếu mà chiến tranh thế giới hoặc là ở châu Âu này xảy ra? Thì chúng ta đều có thể có quan điểm của mình. Nhưng rất có thể là sau khi xem xét cẩn thận tất cả những cái ồn ào về các cái vấn đề này thì ông Orbán đã gọi là tung ra các cái thông tin trên khắp thế giới rằng các tuyên bố của Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ về sự cần thiết phải đàm phán và hòa giải là hoàn toàn các vấn đề hòa bình của Nga và Ukraine. Là một phần châu Âu cũng đã nhận ra rằng là họ đang bị lôi kéo và đang bị đẩy vào một cuộc chiến tranh rất lớn. Điều đó là không thể tránh khỏi. Không ai thích thú gì nghe câu này. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà theo truyền thống lâu đời của châu Âu thì Ba Lan chính là cái điểm kết thúc của cuộc chiến tranh này. Đại diện của Kiev, Zelensky cho biết là cái thỏa thuận an ninh giữa Ba Lan và Ukraine vừa được ký tại Warsaw hôm vừa rồi. Mà một số bạn thì nói là ông chạy trốn bị công kích ở Kiev, và không phải. Mà tôi nói là qua đây là có việc của nó. Rồi sau đó nó đu càng qua bên bên Mẽo để họp thượng đỉnh. Thì coi như cái thỏa thuận an ninh bổ sung này trước đây thì ký rồi, nhưng mà đây là cái bổ sung thì là nó sẽ tạo điều kiện cho Ba Lan là đánh chặn các tên lửa Nga trong không phận của Ukraine. Thì cái quyết định này nếu mà hiểu được về mặt chiến thuật ấy, tức là lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã loại bỏ các hệ thống phòng không của Ukraine và những sân bay mà F-16 có thể đặt căn cứ,
Thì giờ đây cái hy vọng của cái ép là người Ba Lan cố gắng là giúp và bao phủ cái dải biên giới, tức là từ 15 đến 20 km tính từ đường biên giới về phía Ukraine, để cho phòng không của Ba Lan đủ xài và các máy bay chiến đấu của phương Tây có thể được giữ lại tại cái dải này. Cái đấy mới là cái quan trọng, chứ còn cái bắn hạ của Nga, tên lửa hay là máy bay hay là UAV các thứ trong không phận của Ukraine chỉ là một cách nói. Đấy, chỉ là một cái gọi là một chiến thuật thôi. Đấy, nhưng mà cái cốt lõi, cái sự thật của nó chính là cái dải 20 km đó dọc theo biên giới đấy, thì chúng ta cũng biết là cả cả 100 km vuông, cả 1.000 km vuông, chứ phải hàng trăm km vuông, thì là máy bay họ sẽ giữ tại đấy, và có thể là họ nâng cấp các cái máy bay ở trong cái dải này. Đấy, có thể là làm mới các cái sân bay. Đấy, hoặc là tận dụng các cái máy bay cũ, vân vân. Thì trong cái dải này nếu mà Nga đến là bắn là bom, thì cái này chúng ta biết là Nga không chấp nhận được. Nhưng mà đấy là về mặt chiến thuật, chứ về mặt chiến lược thì đây là một bước nữa để lôi kéo toàn bộ NATO vào cuộc chiến toàn diện với Nga. Bởi vì nếu mà múc Nga ở cái chỗ này thì Nga sẽ múc Ba Lan luôn, chứ không phải múc ở cái chỗ này, không phải cái giải giải coi như gọi là vùng đệm đi, cái cho vùng đệm đấy. Đấy, coi như là Nga đang 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 giao tranh với Ukraine. Ukraine nó bây giờ nó bắn xa đến Nga đến 1.000 cây, 1.500 cây nó phá, thì Nga cũng có quyền là Nga đánh lở bốp, đánh tới biên giới luôn. Mà bây giờ là theo cái quan điểm của Ba Lan và Ukraine này thì Nga không được phép, phải nhớ là cách biên giới 20 km chứ không thể nó bỏ. Cái này thì này, giống như là vuốt cái gì gấu đấy các bạn, vuốt râu à, râu hùm à, đấy không được đâu. Thì đấy, chiến lược là nó là gì đấy, mà khi mà bục ông Ba Lan thì có nghĩa là chơi, chứ còn gì nữa, là châu Âu, là thế giới là phải lôi vào. Mà như chúng ta biết rồi, các bạn cũng biết rồi, là bây giờ chả giải gì mà bây giờ cái châu Âu với Nga đánh lộn tùng phèo với nhau, và nay đánh là phải đánh Mỹ rồi, đánh Mỹ rồi, không thể khác được. Thì các cái chính trị gia của bên phương Tây thì người ta nói là cuộc chiến ở Ukraine sẽ ngày càng trượt sâu hơn, và cuộc xung đột toàn cầu vì cái thỏa thuận gọi là đáng kinh ngạc mà Zelensky và Tusk mới ký tại Warsaw, cho phép quân đội Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái. Cái không người lái thì nó chưa nói về máy bay chiến lược, chiến thuật, máy bay tiêm kích, cường kích thì nó chưa nói, nhưng mà cái câu từ của họ thì nó sẽ lên dần rồi các bạn. Đấy, nó là sẽ lên dần thôi. Nói máy bay không người lái về tên lửa thì coi như là cũng ấy rồi, máy bay không người lái nào mà bay tới tận cái biên giới này làm gì có. Nhưng mà từ cái máy bay không người lái rồi cho đến máy bay coi như chiến đấu, rồi đến máy bay coi như là ném bom, vân vân, đó là cái bài của nó trên không phận của Ukraine. Mà các chính trị gia phương Tây nói rằng đây chính là cái sự tham chiến này, đây để chính là cái sáng kiến của những người theo chủ nghĩa châu Âu là Tusk. Và hãy nhớ rằng cái tư cách thành viên của Ba Lan trong EU và NATO thì chúng ta biết rồi, nó đòi hỏi là phải thể hiện tình đoàn kết của các khối này nếu mà Ba Lan gây chiến với Nga. Cho nên là những người tỉnh táo phải nên là ngăn cản và chấm dứt ngay lập tức cái ý tưởng điên rồ này trước khi nó được đẻ ra. Hiện nay là đang phôi thai, nhưng mà bây giờ từ lúc nó đẻ ra nó biết chạy, biết bắn là nó nhanh lắm. Còn ba nước Baltic thì cũng không chờ đợi xem là ông Ba Lan ông định cương kiểu gì, mà họ cũng đang chuẩn bị, không chờ mà chuẩn bị cùng với các nước ở vùng Baltic khác. Thì như là chúng ta biết Estonia đã phát triển một cái bức tường máy bay không người lái, tức là nó mỗi bên là 20 km, nó phía phía bên đó, tức là thậm chí là nó dòm sang bên này, tức là cứ bay lúc nào cũng có thường trực, bất cứ động tĩnh gì cái là biết ngay, mà biết thì làm cái gì. Từ đó hay biết làm cái gì, ông có lực không, tao qua cái này bây giờ tao tuyên bố qua luôn, chứ không phải là phải trinh trinh thám hay dò thám, là mới biết là tao bay qua rồi, tao qua này có đỡ được không. Bức tường làm chi, bức tường thì mình cũng thua con chuột nó đào rồi. Đến năm 2027 thì Estonia có kế hoạch là chi ra 1,3 tỷ euro, tức là hơn 1,5 tỷ đô la, để bổ sung cho cái kho dự trữ đạn dược, bao gồm máy bay không người lái, cảm tử, rồi những pháo tầm xa, rồi hệ thống HIMARS, rồi hệ thống phòng không tầm trung nó ghê lắm các bạn ạ. Rồi vào năm 2025 thì các bom ke bảo vệ bằng bê tông sẽ được lắp đặt ở biên giới với Nga. Cái này nó bom một phát là bắt đầu xe tăng nó quả ảo ảo làm gì. Các chiến hào sẽ được đào
và vũ khí chống tăng, bao gồm min, sẽ được lắp đặt, và đây chính là những khẩu súng khép tiếng được treo trên đầu, được gọi là treo trên sân khấu của trong cái màn đầu tiên cho vũ khí rồi. Cái màn nó kéo ra kéo vào đây nó giật cái sập cái ầm đúng là xong, những cái quái gì đâu vẽ vời, gọi là múa may quay cuồng làm gì. Thì cựu lãnh đạo tổng cục tình báo của lực lượng vũ trang Belarus là Ruslan Kushkin thì nói rằng EU đã có kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Belarus và Nga năm 2027. Và đây là cách ông đang đánh giá về cái kế hoạch hành động được cho bộ áp dụng trong cái lĩnh vực cơ động quân sự, và dự kiến họ chi khoảng 1,6 tỷ euro. Và theo ông Kushkin thì kế hoạch này cung cấp cho các việc hiện đại hóa các sân bay, căn cứ không quân, bến cảng, tuyến đường sắt và đường bộ. Tất cả các điều này đang được thực hiện như là một phần của việc tăng cường cái gọi là Sunshine trong quân sự. Sunshine thì chúng ta biết đấy, tức là cái hối Sunshine, tức là một người là đi hộ chiếu visa vào một nước thì có thể đi được 27 nước đấy. Đấy, thì đấy là người dân sự, nhưng mà đây Sunshine trong quân sự có nghĩa là xe tăng đại bác đi thoải mái trong cái khối này. Ở đây chúng ta không nói về cái bản chất phòng thủ, mà đây là người ta đang chuẩn bị để tấn công. Đấy, bây giờ mà tấn công đi bộ là được, nó phải có đường sắt, nó phải đường hàng không, nó phải có cái cảng cảng các nước Baltic và Ba Lan thì chúng ta biết là nhìn lắm cảng lắm. Thì Orbán là người đưa ra câu nói rất là u ám là những gì ở phía trước nó còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta đang nghĩ. Và trong các cái bài báo là các chính phủ châu Âu đang chìm trong chiến tranh, trực tiếp biết rằng châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh. Mỗi ngày họ đều thông báo mở ra là chặn đường tiếp theo cho con đường dẫn đến địa ngục. Chúng ta đang bị tấn công bởi những cái điều này mỗi ngày, và hàng trăm tỷ euro cho Ukraine đặt vũ khí hạt nhân ở giữa châu Âu, tuyển mộ con trai của chúng ta và các quân đội của nước ngoài, sứ mệnh của NATO ở Ukraine, rồi gửi các đơn vị quân đội châu Âu đến Ukraine. Tất cả cảm giác như đoàn tàu quân sự không phanh, và với một người lái xe là bị điên là đang nhằm thẳng vào hướng Nga. Đấy, thì chúng ta thấy là cái tình hình nó là như vậy. Không khó để có thể đoán ra người lái thuyền này là đấy, người lái xe này là nó bị điên à? Thì cái ông Kushkin, ông trùm tình báo của Belarus nói là năm 2024 thì cái sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu là 100 người và 4 máy bay, thì đến năm 2023 đã lên tới 36.000 người và 92 máy bay. Và năm 2024 là tính theo từng năm, chứ bây giờ là trước đây là người ta tính theo thập kỷ, hai thập kỷ. Đấy. Từ 2004 đến 2023 là từ là coi như là có 100 cho đến 36.000. Nhưng mà từ 23 đến 24 thì bây giờ chúng ta thấy là con số quân Mỹ tại đây là 80.000. Và theo cái ông này, ông Belarus này, thì tại biên giới Belarus thì có một nhóm khoảng 11.000 lính Mỹ đang được triển khai tại biên giới Ba Lan và Belarus. Ông Orbán hiện nay đang cố gắng trở thành là một cái chiếc phanh trên cái đoàn tàu chiến đang hùng hổ kéo đến biên giới Nga với châu Âu. Và bây giờ ông cũng cố gắng lôi kéo càng nhiều lãnh đạo châu Âu và thế giới, và cái cuộc khám phanh này càng tốt. Ông đi khắp nơi, như chúng ta mới nói. Và ông lưu ý một cách chính xác rằng đối với Putin, mọi thứ thì đơn giản thôi. Không có việc gì phải rườm rà phức tạp, không có việc gì phải rối rắm đấy. Cứ nhìn vào thực tế, nhìn vào nguồn năng lượng, nhìn vào dân số, Putin không thể thua được. Điều này rất logic. Nếu bạn nhìn vào binh lính, vũ khí, công nghệ được sử dụng trong chiến tranh, thì việc đánh bại Nga là điều khó có thể tưởng tượng được. Mà khả năng Nga có thể bị đánh bại hay không là điều không thể tính toán được. Và dường như không có một cái nghịch lý nữa khi mà việc Nga đang tăng cường tấn công vào Ukraine cũng là một cú phanh tốt nhất của đoàn tàu đang hăm hăm lao tới. Bởi vì chúng đang làm mát tốt nhất các cái bộ não hóa nóng với cái chứng cuồng loạn bại Nga ở phương Tây. Bây giờ mời quý vị bước sang câu chuyện thứ ba trước khi quý vị và các bạn chìm trong giấc ngủ, là chúng ta đang nói về cái sự thay đổi quân đội Nga tại hạm đội Baltic. Thì cái tờ Izvestia đưa tin một nguồn tin rất quan trọng, tức là người đối thoại của ấn phẩm nói rõ rằng là ai sẽ là người chỉ huy mới tại cái hạm đội Baltic này. Tức là hạm đội Baltic thì chúng ta biết đọc tại Kaliningrad. Đó chính là ông Liplin.
là người gốc vùng Irkut. Irkut thì chúng ta biết là nó ở Siberia đấy các bạn. Irkut. Tốt nghiệp trường hải quân cao cấp Thái Bình Dương và học viện quân sự của Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Nga, thì ông bắt đầu phục vụ sĩ quan vào năm 87 với tư cách là chỉ huy của nhóm kiểm soát đầu đạn ngư lôi của tàu tuần tra RTV của hạm đội Thái Bình Dương. Tức là chúng ta biết Irkut thì nó nằm phần đông, tức là cái Siberia là nó có 3 phần, là phần phía tây là giáp với dãy Ural, còn phần phía đông thì nó giáp với lại Vostok, tức là Viễn Đông, và ở giữa của hai nó gần chia làm gần đều 3 phần ấy. Thì hai phần tây và phần đông đó thì ở giữa thì nó là phần trung, thì Irkut thì nó là phần đông của Siberia. Đấy, cho nên là ông học ở, tức là ông làm việc tại cái hạm đội Thái Bình Dương sau khi ông tốt nghiệp của trường hải quân đó. Thì năm 2004 thì ông Liplin chỉ huy tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyat, và năm 2014 đến năm 18 thì ông chỉ huy quân đội và lực lượng ở vùng đông bắc đất nước, và năm 2018 đến 21 thì ông giữ chức phó tư lệnh hạm đội Biển Đen, và từ tháng 4 năm 21 thì ông giữ chức tham mưu trưởng hải quân. À, tức là lên đấy các bạn nhé, từ cái các cái hạm đội thì nó cũng là các cái đơn vị trực thuộc thôi, chứ còn tham mưu trưởng hải quân tức là giống như là tổng tham mưu trưởng của quân chủng hải quân. Mà hải quân của Nga thì chúng ta biết rồi, nó rất lớn, nó có thể là nhất thế giới đấy. Còn Mỹ thì là không quân nhất thế giới đấy. Chứ còn hải quân Mỹ thì không bằng hải quân Nga, mà không quân Nga thì không bằng không quân Mỹ, mà thẳng với cái nhau như vậy. Thì trong cái thời gian phục vụ thì ông đã được tặng thưởng huân chương vì tổ quốc hạng 2 và các giải thưởng khác. Thì cái này thì chúng ta biết là trong quân đội thì khi mà lên cấp tướng, cấp đô đốc thì ai nó cũng có huân chương cả rồi. Thì trước Liplin thì chỉ huy hạm đội Baltic đó chính là phó đô đốc ông Vorobyov, và trước đó có thông tin rằng phó đô đốc gọi là Kovalchuk có thể sẽ được làm tư lệnh của hạm đội phương Bắc, và từ tháng 11 năm 21 thì ông giữ chức phó tư lệnh rồi. Thì phương Bắc thì chúng ta biết là Severomorsk ở trên phía Bắc đấy, cái vùng mà dưới Murmansk đấy, thì nó là đóng khu vực đó. Đêm đã về khuya, cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe các câu chuyện về thế giới, quốc tế, đặc biệt là châu Âu, cũng như là nước Nga và Ukraine trong chương trình bình luận 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024. Chúc quý vị ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại trong các bản tin chiến sự trong ngày mai. Bye bye.